Chào quý khán giả, hôm nay kênh Thắng Cầu Vlog sẽ nấu món thịt ba rọi luộc nước dừa chấm với mắm nêm. Đây mắm nêm nè. Mình sẽ làm mắm nêm. Mắm nêm giờ mình đang làm nước chấm trước. Tỏi, đang bằm tỏi với ớt. Đang mâm tỏi này quý khán giả. Đây là mâm nêm. Giờ mình vòng ớt quý khán giả. Vòng ớt bỏ đây. Mâm ớt làm nước mắm. Chúng ta để thêm miếng bột ngọt. Cái muỗng đường như vậy. Theo luộc ta lấy chanh lên, chà chanh cho nó trắng sạch bà rọi, rửa sạch sẽ, xong rồi ta chặt trái dừa. Ta để vô nồi luộc. Đây. Giờ tới chúng ta chặt dừa quý vị. Chúng ta lọc rau nha, tàu thơm nè, cải, vô giúp cá. Đậu rồng, bún, bánh tráng, rồi củ hoa. Đây là cửa đậu rồng. Đây thịt heo bà rọi luộc nước dừa ra, nước dừa nguyên chất luôn á, chấm với mắm nêm. Dừa sắc thịt cái gì vậy? Sắc mỏng thiệt mỏng. Đừng có quay tôi. Sắc mỏng thiệt mỏng. Cú bánh tráng nó hấp dẫn. Còn mắm nêm này là bằm tỏi ớt với khóm bỏ vô. Còn là nước tương. Chanh gì? Có nước chua lòm rồi chanh. Cái này chua rồi. Chua lòm rồi. Chua lòm rồi. Nhân. Chua lòm mới chua ào.
ơi. Tôi dặn muối không dặn, mình dặn chanh. Nói vậy, của mày á, răng của mày riêng, cái bụng răng như vậy, chắc là chua thế bà. Miếng miếng nhỏ nhỏ. Tôi ăn ăn có thiếu không ít để chậm. Đau không khỏe, rất chậm. Ăn này chấm miếng. Mời các bạn ăn chung gia đình tôi nghe. Mẹ đi mẹ đi. Này, thịt ba rọi. Chấm với mắm nêm. Em à, nhiều miếng. Không ăn được không? Dạ. Ăn đi con. Nó quay lên. Quay lên thần thấy thiện thấy nó là nó cũng nói là ớt. Này đãi ông rồi ba. Lâu lâu đãi ăn bữa. Lúc vô luôn. Lúc vô làm ăn ngon á. Ngon lắm. Mày kéo da là nồi phải kéo. Lấy cái ghế của mình ngồi dưới đó. Da nổi vậy. Không lấy ghế hả? Không lấy hả? Đủ không? Rồi rồi. Đủ hết trơn rồi. Đủ hết trơn rồi. Món làm mấy món ấy không nhiều. Chín nó sáng nó ăn nó đi bệnh á, khô quẹt mình thấy cũng ngon. Vậy là ngon. Ăn sáng ăn cơm. Cái gì uống đây mình nhắn. Hả? Đúng là cái gì sáng là cái lạc nhãn. Khô quẹt á, cái khô quẹt được rồi, món nó quay lít nhóc cho. Giờ có đặc sản mà. Đáng rồi. 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 Rồi ăn thế nào? Ăn quá. Nước là anh hả?
sao mà nói có gì vừa được nhúng quá bà không nhúng tương ngắt ngắt hả nha sao chưa nói cao vừa đó nó để hồi nó khóng ra con chó từng bị cá biết nhiều cá nữa cá dài hết tao ngồi nhậu nhìn chợ tao nghĩ là bán cá nhiều nhất cái gì đây tao ở bự điều đó các bạn nghĩ dài bự điều lên đem lên hả tao tao dưới cỡ tao bán cỡ chứ bự điều nào đeo lên nó chịu cái cá nó nhiều bắp ngọt ngon hơn đúa bắp ngon hơn mà đũa mình gấp theo nè ba mày không biết mà nó gì cái chưa gì vậy mẹ con ăn nói vậy hai phải đặt tiếp từ là gì Thank you.
Sáng này ăn này ngon nè, này nếu mình ăn chơi á. Ngon. Không nhập nhà vô tiền đâm trong nhà mình ăn khỏe. Không thu nhập này đi. Từ từ đi. Trúng số thì đó. Ăn vậy là thu nhập nhà phải 500 ngàn. Ăn vậy được. Thu nhập được. Nhiều. Lương ăn được. Lương mấy nhiêu được. Không quá. Mới còn đãi đi. Nhiều tệ. Mấy ký thì sao? Ký. Ký nhiều. Sao mấy à? Sao mấy? Không gì nấu. Không phải dư, không có tiền, không nấu. Mà không ăn gì ngon. Ăn điều hoài ra, thấy ngán rồi. Đúng rồi. Ăn cũng được. Tôi lâu ăn lần không? Món này đâu có mắc gì đâu. Buồn đế đi mắc. Buồn đế đi mắc. Tháng lương ông này ăn lương con. Buồn đế. Con tháng lương không á? Hả? Cái tháng mình ăn này là buồn để cơm bự á, lớn. Đúng không? Thấy ta ăn, ta thấy cái tôm vị, tôm hùm, không thấy có cái gì đâu. Còn tôm khác à, tôm ăn cam khác nữa. Thì nó cũng như thịt á, cũng như tôm mình chứ có gì lạ. Mắc chưa? Ngon hơn. Mắc nguyên sản mắc hơn. Ngon hơn chứ. Tôm hùm mà tôm nuôi thì nó sẽ dùng, nó sống dùng mà biển mà dùng sâu. Còn tôm mình là sống nước cũng ngọt với nó cạn chứ không sâu rồi luôn ra bị ra biển nha, lạnh nhất ở dưới á, có biển là không được nè, trùng mấy san hô trốn đi thôi rồi nè, mấy có biển thì vô ông rồi. Ông thấy cái mắm này đâu bằng mắm hồi đó. Hồi đó trời mắm cái xài khui ra đó là ma chan với cơm ăn thấy thơm đúng không? Này mắm này nói chứ không có mùi gì. Đây, trời lên đói rồi thấy ngon. Mới là xuống sợ gà. Có mùi mắm thử ngon không? Sợ ở bên kia, chữ kia. Phía dưới mình mùi mà cắt bạc á. Còn bành bành này là cái này lụi cầm dừa nướng, nướng hay dừa. Cái đó. Mấy mùi ớt chanh vô. Lạ. Trời ơi, cái đó đâu có gì. Nó uống nào mà tới 10 dưới ở đêm. Mùi dài. Có cái bạc là... Ở nhà vô không? Đủ hứa ở đêm đó, đủ 100 ở đêm đó. Cái mùa ở đêm. Thứ 6 đi, ở đêm đêm. Chiêu đi, chiêu đi. Nó tốt lắm. Dưới dài. Dài tép nướng, quay clip này. Ngon. Tốt hơn, tốt đó. Chắc giờ không đi lắm, không đi. Dạ. Ông ba sống đi già. Con vỗ mà cũng đi. Con không được chơi ở lên. Chào quý khán giả clip đây hết. Quý khán giả thấy cái kênh mình làm hay đăng ký kênh, xem hết báo cáo giùm với bật thông báo để đón tiếp những video clip tiếp theo. Đây là ba của mình nè, nay cho đãi ông bữa cũng giống như làm tư liệu luôn á, để kỷ niệm 100 tuổi. Chào.